Mái Thái luôn là chân ái. Mẫu mới nhất cho chú và anh chị thêm một sự lựa chọn về cái hướng Bắc. Với diện tích 4x24m, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, đường ô tô đến nơi là một trong những tiện ích mà cô chú và anh chị cần trước hết nè. Với thiết kế ngôi nhà rộng thoáng này, có phòng ngủ tiện ích dưới tầng trệt cho người thân lớn tuổi. Giá tổng không phát sinh là 2.470 tỷ. Nhà đẹp Kim Thủy luôn chia sẻ giá tổng để dễ cho chú và anh chị đi tìm hiểu nhà. Và với cách thiết kế căn nhà này, một trong những mẫu hiện đại sang trọng, khi đến xem mình rất là hài lòng về vị trí nữa. Và với căn nhà hướng từ chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện đến gần Ủy ban xã Phước Lý trên đường tỉnh lộ 835B, và nhà mình chỉ cách quốc lộ 1A khoảng tầm hơn 500m thôi. Với bản thân là bên xây dựng nhà và hợp tác anh em chủ đầu tư, nên nhà bên Kim Thủy luôn cập nhật nhà mới cho mình có nhiều sự lựa chọn. Đăng ký kênh để theo dõi. Mến chúc cô chú và anh chị sớm có nhà như ý nha. Và đây một trong những mẫu mới cho mình thêm một sự lựa chọn tuyệt vời.